Đây là một cây gậy dùng cho GoPro. Nó không giống như những cây gậy bình thường mà các bạn đã từng xem trên YouTube hay là bạn bè của các bạn đã cho. Đây là một hàng rất là mới của GoPro. Đây, các bạn chú ý, nó có một cái lỗ để gọi là chúng ta sạc pin vào. Chúng ta sạc pin thì pin nó đang nằm ở vị trí này và nó sẽ đưa lên trên này. Ở đây chúng ta có hai cổng USB để là tải pin lên cho GoPro. Có thể là một lỗ các bạn dùng pin cắm sạc cho GoPro, và một cổng USB này các bạn có thể là dùng cắm cho một cái đèn. Đó, các bạn thấy rất là tiện lợi. Không những nó còn có thể là lên rất là cao. Và pin này nếu mà cắm cho một GoPro thì nó có thể sử dụng hơn 8 tiếng. Rất thích hợp với những người sắm cái cây này để đi du lịch.